3.1.2 Quy luật nhị thức. Ký hiệu là X dấu ngã P B N P. Định nghĩa: biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật nhị thức nếu bảng phân phối xác suất của X có dạng như sau. Chú ý, từ cái ví dụ ở trên, chúng ta thấy giả sử bài toán thỏa mãn lượng đồ Bernoulli, số phép thử độc lập là n. Trong mỗi phép thử ta quan tâm đến hai biến cố a, a ngang và pa bằng p không đổi trong mỗi phép thử. Thì biến ngẫu nhiên x là số lần biến cố a xuất hiện trong n phép thử sẽ là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật nhị thức.